Và bây giờ sẽ là lượt thi thứ hai của nhóm thí sinh của huấn luyện viên Kim Duyên. Xin mời các bạn. Và ngày hôm nay chúng em muốn mang đến một dự án cộng đồng và chúng em muốn các giám khảo sẽ chưa biết tên vội và sẽ xem clip ngay sau đây. Xin mời các giám khảo ạ. Dân tộc thiểu số chiếm 14,7% dân số cả nước và chỉ có 8% tốt nghiệp trung học phổ thông và 3% có bằng cao đẳng đại học. Tỷ lệ bỏ học ở dân tộc thiểu số cao gấp 3 lần so với cả nước, trong đó tỷ lệ trẻ em gái cao hơn gấp 2 lần trẻ em trai. Dẫn tới tỷ lệ kết hôn sớm của nữ giới, dân tộc thiểu số là 23,5%. Các vùng quê của em thì rất là nghèo, đặc biệt thì người dân tộc thiểu số mấy bạn thường không có được đi học hoặc là học tới khoảng đến tiểu học hoặc là tới trung học cơ sở thì các bạn sẽ nghĩ sẽ lựa chọn một cái con đường khác cho mình, như là lên thành phố để tìm công việc của mình hoặc là đi lấy chồng sớm rồi đi lên nhà chồng. Khoảng 14-15 tuổi là sẽ bắt đầu đi lấy chồng theo cái step của gia đình. Em được một cái sự rất là may mắn khi mà lớp 9 thì em may mắn được là một trong 50 bạn nữ sinh dân tộc được nhận học bổng mở đường đến tương lai của quỹ Vina Capital và quỹ học bổng vừa dính. Thì cái học bổng này không những tiếp sức cho tụi em về vật chất mà còn là tinh thần để tụi em bước tiếp trên con đường học tập. Thì trong khoảng thời gian từ năm em lớp 9 đến hiện tại thì em đã nhận được 5 năm học bổng đến nay, không những nhận được về vật chất mà mỗi năm tụi em còn được đi đến những vùng miền khác nhau. Em sinh ra ở vùng quê khá là nghèo và điều kiện ở đó cũng gọi là không được đầy đủ em đâu chị. Về cơ hội học tập và phát triển bản thân cũng như được biết đến những thành phố lớn thì còn rất là nhiều hạn chế, đặc biệt là đạt đến ước mơ của mình thì các bạn nhỏ ở đó càng gặp nhiều khó khăn. Em thật sự may mắn khi mà được là thành viên của Vina Capital Corporation, là một phần của dự án mở đường đến tương lai, bởi vì học bổng đã giúp em rất là nhiều. Chính xác đó là 100% chi phí hỗ trợ, chi phí học về dụng cụ học tập ở năm cấp 3 là do chương trình, và 100% chi phí ăn ở và ăn uống ở bậc đại học là đều là do chương trình cấp cho. Khi nhận được học bổng từ quỹ mở đường đến tương lai từ tổ chức Vina Capital, các em gái đã được tham gia nhiều hoạt động bổ ích để học hỏi về kiến thức. Ngân hàng hạnh phúc, chìa khóa mở cửa đến tương lai. Xem lại chính cái thành phẩm mà tụi mình làm ra thì bản thân mình cảm thấy rất là xúc động và mình tự hào. Ngày hôm nay team của em xin thuyết trình về mở đường đến tương lai. Mọi người vừa xem xong một cái video clip về thực trạng hiện nay của các nữ dân tộc thiểu số. Dựa theo số liệu thống kê, tỷ lệ bỏ học của các trẻ em dân tộc thiểu số cao gấp 3 lần so với trung bình cả nước, và đặc biệt là các trẻ em nữ thì cao gấp 2 lần so với các trẻ em nam, bởi vì các em ấy vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những cái hủ tục và những cái định kiến của xã hội. Vì vậy ngày hôm nay chúng em ở đây rất rất mong muốn có thể trao đi những cái chìa khóa để có thể mở ra nhiều hơn những cái cánh cửa tương lai tươi sáng, giúp cho các em ấy có cơ hội được tiếp cận với giáo dục, thay đổi được cái cuộc sống, thay đổi được một cái tương lai tươi sáng cho cả một cái thế hệ về sau. Và để giải quyết cái vấn đề này thì chúng em mong muốn được đào tạo và hướng nghiệp. Cùng với các tổ chức thì chúng em mong muốn được hỗ trợ học phí cho các trẻ em từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở, sau đó định hướng cái nghề nghiệp cho các em để các em có thể cải thiện cuộc sống cũng như kinh tế của gia đình. Chúng tôi mong muốn có thể kết nối được với nhiều doanh nghiệp khác như Nam Á Banh để có thể mở rộng và lan tỏa giá trị của dự án này. Và em đảm bảo rằng khi đã kết nối được với các doanh nghiệp thì các bạn sẽ được đào tạo một cách chuyên nghiệp, một cách
bài bản và chắc chắn các em sẽ có việc làm. Nhóm chúng em đề xuất một giải pháp bền vững, đó chính là kết nối và kêu gọi các doanh nghiệp thiếu hụt về nhân sự, đặt hàng nhân sự. Doanh nghiệp có thể giải quyết được cái vấn đề thiếu hụt về lao động của mình. Bên cạnh đó, chúng ta có thể trả lời được câu hỏi mà hầu hết các gia đình dân tộc thiểu số đang gặp phải, đó chính là học để làm gì? Thứ mà chúng tôi theo đuổi đó chính là tạo ra một giá trị bền vững. Bởi vì chúng tôi tin giáo dục là chìa khóa vạn năng và tri thức chính là cội nguồn sức mạnh. Ngân hàng hạnh phúc, chìa khóa mở cửa đến tương lai. Em thấy rất là vui và tự hào về team của mình lắm, bởi vì mọi người đã bỏ hết công sức và cảm thấy rất là xứng đáng với những cái gì mà mình đã bỏ ra cả một khoảng thời gian từ ngày hôm qua tới bây giờ. Rất nhiều tổ chức đã làm việc này và cũng đang làm việc này. Cái chính sách của nhà nước dành cho đồng bào thiểu số là đã có. Cái câu chuyện khó ở đây là làm sao thuyết phục được họ đến lớp, chứ không phải vấn đề tiền ở đây này. Chúng ta phải giải quyết triệt để cái vấn đề sâu xa, đó là cái tính văn hóa của mỗi địa phương, làm sao phải thay đổi được suy nghĩ của họ, đó là cái vấn đề gốc rễ lớn hơn. Và các em cũng không nói được cái thế mạnh của các bạn khi các bạn ở miền núi là gì, các bạn là ở dân tộc thiểu số là gì. Nếu như bạn ở miền núi và bạn học được nhiều hơn thì bạn sẽ mang cái gì về cho chỗ này. Cái dự án số tiền thì rất bé nhưng cái đối tượng của các em quá rộng, điều đấy sẽ làm cho ban giám khảo bị loãng, không thể nhìn được là cái mục tiêu thực sự của các em là gì. Chị thấy có một cái điểm hay của các em đó là hướng nghiệp, nhưng các em lại không đào sâu vào vấn đề đấy. Ít nhất đầu tiên tụi em nhìn nhận được đúng vấn đề và cái cấu trúc bài của tụi em rất là khoa học và tụi em đưa ra được một ví dụ cụ thể cho giải pháp đó. Ít nhất đây là một cái bài đáng khuyến khích bởi vì tụi em có tư duy rất là tốt trong cách trình bày một dự án. Chẳng hạn để cái bài mình nó hay hơn ha, tụi em có thể nói là cần một cái số tiền thiệt là lớn, nhưng mà tại vì trong phạm vi cho phép thì tụi em nên nhấn mạnh vào 200 triệu đó để làm cái gì, cái gì, cái gì. Cụ thể hóa hơn, rõ ràng hơn.